Hello mấy bạn, mình trở lại với kênh review nước hoa của mình. Thì bữa nay mình sẽ unbox một chai nước hoa. Bạn thấy thiết kế của cái hộp không? Rất là vintage nha. Cái nhà nước hoa này là Imaginary Author. Mình có đọc sai thì mấy bạn comment dưới chỉnh lại nha. Mấy cái vụ đọc trên nhà nước hoa mình cũng dở lắm. Thì đây, bạn thấy thiết kế của cái nhà này nó như một quyển sách vậy đó. Một cuốn sách nè, cuốn sách chưa chưa từng mở nha. Em chỉ cái camera lên cái hình này. Đó. Thì đây. Đây là cái chai nước nước hoa mình sắp bắn bóc trên website của hãng nè. Ok. Thì các bạn nhìn sơ qua cái website của hãng nhìn nó rất là vintage nha. Mọi thứ đều mờ, nó bắt thẻ màu bắt theo á, nó mờ, nhìn cực kỳ vĩnh đẹp, rất rất là nói chung là mình thích cái kiểu phong cách này nè. Ok, rồi rồi quay xuống em đó. Thì đây mình sẽ mở cái quyển sách này ra nha. Cái mùi này là cái mùi mà đầu tiên mà mình ngửi của cái nhà nước hoa này luôn. Imaginary Author thì mình bị cuốn ngay lập tức luôn. Đấy, bóc cái này ra, mở cuốn sách ra. Wow. À, cái này cái bio là bị bay rồi. Đây, ở bên trong hộp nước hoa nè, ở bên trong cuốn sách nè. Đây là chai nước hoa và đây là một cái bio của hãng. À, bio này là mùi gì vậy ta? Every Storm ở Scenery. Phong cách của hãng là vậy. Tặng thêm một cái bio. Đây, bóc nó ra, mở cuốn sách ra. Rồi, ok. Đây là nhân vật chính của chúng ta nè. Gephard ở Jack. Ừ, mấy bạn có sửa cái chuyện đọc tên thì mấy bạn sửa nha, đọc cũng không đúng lắm. Thiết kế của chai nói chung là khá là ok. Nói sơ qua cái mùi luôn, mình bị mê ngay lần đầu tiên. Nếu mấy bạn nào mà hay lên Đà Lạt á, bạn xịt cái mùi này vào một phát một đó, bạn biết liền luôn đó là mùi mùi Đà Lạt đó. Giống như là mình, để mình sẽ thử luôn. Nó y chang như bạn đứng giữa một cái rừng thông Đà Lạt buổi sáng mây mờ á. Mùi gỗ thông rất là dày và nó quyện với một chút vani ngọt và mùi dâu nha. Nói chung là nó diễn tả đúng cái không khí mà buổi sáng sớm ở trong cái rừng thông của Đà Lạt đó. Ok, chắc mình sẽ dừng lại cái clip mà unbox ở đây ha. À, mình sẽ review sau, review chi tiết sau nha. Bye. Lấy quốc nấu đi. Tập biến nữa.